Ui à. Tự động nó chỉnh đến sáng chứ. Anh có biết tự động là trời tối nó phải tối không? Trời tối nó tối theo à? Anh xem có phải tự động không? Không phải tự động đây. Phát kỹ vào. Phát nhanh đấy thì phát nhanh đấy thì lấy đâu ra cỏ. Mai tha hồ mà quay. Mai đi phát bãi tham ma đấy. Cả làng lên bãi tham ma phát đây. Chính anh thấy là khó quay. Ý hiểu sao? Là sao? Người một người còn hai cảnh còn dễ. Ừ. Thì người ta quay mỗi người một người một thì gì? Người ta đi sát nhau quay kiểu gì một người một. Anh nói chuyện như vậy. Dễ anh đi mà đi đi. Mai tao nhà tao nghỉ. Khó thế à? Thì dễ anh đi đi. Tao nhà tao chơi. Trên đầu mình mạnh mẽ phá thêm một hàng mẹ. Để xa thế mà không tạm dừng lại. Bô khỉ. Thêm ông đòi. Gần mà. Thân cái gì? Người bé như thế là không ai tính rồi. Thế mà mình cũng biết là xa. Thế mà còn cố mình xa, đi ra. Bây giờ tôi mới nhìn quay lại nhìn chứ anh bị dở à? Tôi bị ngu à? Đúng, tôi bị ngu ở anh, tôi bị ngu đấy. Nhìn nữa. Tôi bị ngu tôi mới lấy anh đấy, hiểu không? Tôi lấy thằng khăn xỉa đấy, lấy thằng ngay nó khổ rồi. Bảnh nợ nợ. Cái này, cái kỳ của anh này. Đấy, ôm mà hốc đi. Năm trận này đầy tiền. Sao anh nói nữa, hối cả không khí, tôi chẳng muốn nghe. Tạm dừng đi. Mai anh đi vào ngày, đến khi anh đi thì nhiều tiền lắm. Thôi. Để máy ở đây xong là đi, đi đái không vào. Anh đi ở đâu? Tôi không hỏi nhà người ta, nhà tầng anh đi ở đâu? Trên rừng rồi không có. Cả ngày anh đi ngoài rừng à? Đi rừng ăn cướp à? Từ đây cuối đời chẳng bao giờ có đầu tư cái gì cả. Anh thích có tiền thì anh đầu tư. Mẹ 20 triệu đấy. Mà vay nhá. Nói thẳng luôn với người cho vay. Tôi không vay, tôi không ở trả. Tự dưng mình đi vay. Mình đéo đi vay. Cứ lôi mình ra.
kia. Tôi để màn hình tối nha. Phá thế nào cũng vào chân nhưng nó. Và phá như thế thế nào nó vào chân nhưng nó. To thẳng như anh. Ừ, đấy mà xem. Xa quá đấy, xa quá không?